Rồi, ok. Thì ở video này mình sẽ quay cho mọi người coi về cái cách mà mình làm cho con chim hút mật nó đỡ nhát hơn, hay còn gọi là thuần chim hút mật. Đấy, thì ở cái loại năm màu này ấy, thì hầu như rất là ít con nào mà bẫy được cái là nó dạng, mà đa số là nó sẽ nhát, tầm 10 con là sẽ hết 9 con nhát. Đấy, thì một con chim hút mật ấy, mà muốn nó dạng ấy, cần có ba yếu tố. Thứ nhất là con chim đấy cơ bản là nó phải nếu như mà một con chim đấy mà nó kiểu nó đỡ dạng, nó hơi hơi nhát thôi ấy, thì mình nuôi thời gian lâu kết hợp với lại chăm sóc cho ăn gần gũi với chim nhiều thì mình sẽ có một con chim dạng. Tuy nhiên không phải ai cũng có kiểu kiên nhẫn để nuôi được một thời gian khoảng 3-4 tháng, 5-7 tháng. Đấy, thời gian cần để cho nó dạng là như thế. Còn như mà mình muốn nó dạng nhanh hơn thì sao? Thì mình phải bỏ nhiều thời gian hơn cho nó rồi. Rồi, tâm lý chuẩn bị đầu tiên là gì? Đó là phải có thời gian nha mọi người. Nếu như mà mình đi làm, mình bận công việc thì rất là khó. Mình chỉ có kiểu mình nuôi cho thời gian nó lâu thì nó tự động nó dạng thôi. Chứ nếu mà mình muốn dạng kiểu dạng thủ công như thế này á, mà mình không có thời gian thì mình không làm được nha. Đấy, thì cái cách mình hôm nay nó là chính là một cách mình, thứ nhất là gần gũi con chim và cho ăn đói kết hợp với lại với nhau để mình có một con chim dạng. Thì đây là một con chim vừa ăn cám hạt thôi, tổng thời gian nó sống chung với mình đó là 1 tuần, mới ăn cám hạt được có 1-2 bữa thôi mọi người đó. Thì thường người ta mà bán chim cho mình thì chả có ai mà có thời gian mà ngồi mà luyện cho con chim nó dạng rồi bán cho mình con chim cám hạt đâu. Mà chim nó mà đã dạng rồi thì người ta bán với giá là chim thuần không. Còn như chim mình mua cám hạt về thì đảm bảo kiểu gì nó cũng như thế này thôi, nó nhát như thế này rồi nó húc đầu đồ thôi đó. Đấy, thì cái cách thuần mà mình hay nói mọi người đó chính là cho ăn đói mọi người. Cho ăn đói thì con này mình đã cho ăn, cho nó đói được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Đấy, thì mọi người cũng cho nó, chim của mình nó đói tầm 2 tiếng. Đấy, xong rồi mọi người sẽ cho thức ăn vô, cho thức ăn được như thế này. Đấy, thì đến cái đoạn này ấy, thì rất là nhiều người kiểu bị mất kiên nhẫn mọi người. Giờ như thế này tầm đâu khoảng 1-2 phút ấy, hoặc là căng lắm 4-5 phút mà thấy thì nó chắc chắn nó sẽ vẫn nhảy như thế này thôi. Đấy, cái là bảo ôi ôi gọi điện cho mình. Đấy, mà sao em cũng làm giống anh nhưng mà sao con chim này nó thà chết chứ nó không ăn. Đấy, thì tâm lý của những cái con này lần đầu thì nó sẽ như thế này mọi người. Nó không thể nào mà tự nhiên mình cho nó nhịn đói tầm 2 tiếng cái mình đưa vô vậy cái nó ăn liền. Đấy, họa hoàn con nào mà kiểu nó đã dạng sẵn rồi ấy thì nó ăn liền. Còn đâu những con mà đại đa số thì mình đưa vô vậy thì nó vẫn nhát. Nó vẫn nhát thôi. Thì đến cái đoạn này thì mình làm như thế nào? Đến đoạn này thì mình sẽ kiểu mình ngồi gần, mình vẫn đưa thức ăn vô. Mình không bỏ cuộc nha mọi người. Tại vì nếu như mà mình đã chờ đợi 2 tiếng để cho chim ăn rồi. Đấy, mà mình đưa vô vậy nó không ăn, cái mình bỏ cuộc mình đưa vô lại như thế này. Đó, mọi người thấy không? Nó đã khá là đói rồi ạ. Đó. Đấy, bắt đầu nó sẽ gắp nó ăn. Đó, gì ạ? Đó, gắp ăn. Rồi, thôi, không cho ăn nữa. Ăn vậy thôi. Đấy, nó gắp nó ăn. Thì mình thu lại được cái kết quả gì sau khi như thế? Bây giờ mình đưa vô nó vẫn chưa ăn. Đưa vô vẫn chưa ăn. Nhưng không có nghĩa là mình chưa thu được cái kết quả gì. Mà cái kết quả đầu tiên mình thu được đó chính là nó đã dám ăn trước mặt mình rồi. Thấy chưa? Là đã thành công bước 1 rồi. Chứ không phải là mọi người cứ đưa vô vậy chứ không ăn rồi. Thôi thất bại rồi. Thôi thôi chịu thua rồi. Con này nhát quá rồi. Thua. Đấy, thì mình phải kiên nhẫn hơn với nó. Đấy, nó đang lượm thức ăn đó ơi. Và đặc biệt là không được lót giấy nha mọi người. Lót giấy là nó lượm ở dưới nó ăn đồ, nó không có đói đâu. Đấy, nó đang tìm kiếm đồ ăn đấy. Nó đang đói mọi người. Đấy, nó đang tìm kiếm ở dưới sàn đấy. Thì chim mình kết hợp mình nhịn đói cộng với lại mình gần gũi nó, như ở đây mình đang đứng cách nó khoảng có 3-40 cm thôi mọi người. Đấy, thì mình sẽ bỏ thời gian ra để mình gần gũi con chim.
Đấy, bây giờ mọi người thấy không? Cái mối quan tâm của nó bây giờ đó chính là thức ăn. Nó sẽ chỉ đi chủ yếu nó đi kiếm đồ ăn thôi mọi người, chứ nó không có quan tâm đến mình như hồi trước nữa. Đấy chứ trước khi mà mình cho nó nhịn đói thì nó mà thấy mình lại thì nó chỉ chăm chăm nó nhảy thôi. Đấy còn bây giờ nó đã kiểu cái cơn đói của nó đã chi phối rồi. Đấy nó đang tìm thức ăn đấy, đang tìm nó lục đồ ăn đấy. Rồi bắt đầu thì mình lại đưa vô lần hai. Đấy mình thấy mình để một lúc đấy, mình lại đưa vô lần hai. Đấy đưa như thế này. Rồi lúc này là mình phải kiên nhẫn nha mọi người. Mình kiên nhẫn. Bởi vậy cái này mới cần nhiều thời gian mọi người. Chứ nếu mà kiểu sáng ra rồi sắp xe đi làm rồi chiều về thì mà yêu cầu chim nó dạn thì hầu như là cũng không thể rồi. Tại vì cái loại năm màu này phải lưu ý là phải gần gũi với nó thường xuyên, bỏ nhiều thời gian cho nó. Chứ nếu nó dạn rồi mà mình bỏ, mình không có tập hay là không gần gũi đồ với nó nữa thì nó lại dần dần nó lại nhát lại mọi người. Đấy thì đấy cũng là cái lý do vì sao mà một số người kêu là vì sao mà nuôi chim càng ngày càng nhát. Thì đó là lý do là mà bỏ quá ít thời gian cho nó, cho nên là càng ngày chim nó càng nhát mọi người. Còn mình càng gần gũi với chim thì nó càng dạn mình hơn. Rồi để một thời gian như thế này, chim nó quá đói thì mà nó không ăn thì bắt đầu mình lại gài vô tiếp. Mình lại gài vô lần hai. Đấy, rồi mình lại ngồi gần nó nữa. Đó, bây giờ mọi người thấy nó đã bình tĩnh hơn rất nhiều chưa? Rồi, chuẩn bị nó ăn này. Đó. Đấy, nó đã dám ăn trước mặt mình rồi đó. Đấy, mình đã thu được kết quả rồi mọi người. Đấy, rồi, thôi, nghỉ, không cho ăn nữa. Đấy, thế mới tức. Không cho ăn nữa. Nghĩa là không được để nó quá đói. Không được để quá đói. Mà phải để đói vừa phải đến lúc mà chim nó cuồng lên rồi. Nó điên cuồng nó tìm đồ ăn rồi. Thì mình phải đưa vô mình nhá cho nó. Đấy cho nó miếng hay miếng đồ đấy. Đấy mọi người thấy không, nó đang để đi kiếm đồ ăn đấy. Đấy thì nãy giờ mình đã bỏ ra tầm khoảng hơn 2 tiếng cho nó rồi, bao gồm 2 tiếng cho nhịn đói. Đấy cùng với đó là ngồi gần với nó. Đấy và mọi người thấy là nó đã không còn kiểu nó sổ mãnh liệt như là lúc đầu nữa. Đấy, mà bây giờ nó lại đang quan tâm, nó kiếm đồ ăn mọi người. Đang kiếm đồ ăn đấy. Chim thì tất nhiên là có con này con nọ nha mọi người. Không hề có con nào mà nó giống con nào hết. Có con ấy thì mình chỉ cần nhịn đói 2 tiếng mình đưa vô cái nó sổ và nó ăn luôn. Đấy còn có con kiểu mình để cho nó đâu nó xù gần chết nó cũng không ăn. Thì mình phải nương, mình lựa cơm mình gắp mắm thôi. Tùy nhìn vào cái con chim mà mình thuần nha mọi người. Ví dụ như chim người ta dạn sẵn rồi, người ta thuần hết 1 2 ngày nó ăn ăn nó nhảy lên tay nó ăn luôn. Còn như chim mình đã nhát thì mình từ từ 5 3 bữa 1 tuần thuần từ từ cũng được. Rồi thì trường hợp mà gặp một cái con chim mà nó quá nhát như thế này thì mình đút tay kiểu gì nó cũng ăn, và mình đưa quá nhiều lần mà đến nỗi mất kiên nhẫn luôn thì mình sẽ chế ra một cái cây như thế này, kiểu mà mình tiếp cận từ từ mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp cận với nó từ bằng cái cây này trước đã. Rồi đấy nó hoảng lắm mọi người, nó hoảng thì nó ăn nó rớt nhiều lắm. Đó mọi người thấy không, vẫn còn rất là nhát lắm. Đấy rồi bây giờ tiếp tục cho ăn lần hai thì mình cứ cắt quãng ra mọi người, cho ăn xong rồi ăn vài miếng thôi, đừng cho chim ăn no quá, ăn càng no nó càng nhát nha mọi người.
Đấy rồi. Đấy. Thì ở lần tiếp theo thì nó đã tiến đến cái cọng cảm nhanh hơn rồi mọi người. Thấy chưa? Thì cứ sau mỗi lần cho ăn thì con chim nó sẽ dạn hơn một chút xíu. Phải từ từ, phải kiên nhẫn. Phải bỏ thời gian ra. Đấy, giống như thầy huấn đã dặn rồi đấy. Đấy, chỉ có làm thì mới có ăn thôi, còn không làm mà đòi có ăn thì có ăn bờ ăn cờ thôi mọi người. Đấy, cái này nó thô nhưng mà nó thật. Đấy, mình muốn thuần chim thì mình phải bỏ thời gian ra, chứ mình mua con chim cắm hạt thì thật sự là không có ai mà bỏ thời gian ra để làm như thế này cho mình cả. Ví dụ một ngày người ta đi làm được mấy trăm ngàn đấy, thì muốn thuần được con chim nhiều khi mất cả ngày, ngày có khi 2-3 ngày mới nó mới thuần được. Đấy thì chắc chắn là không có ai mà trên đời này mà đi bán hơn cho mình con chim cắm hạt mà họ họ ngồi họ làm như thế này hết. Đấy. Mà chỉ có mình muốn nó dạng thì tự tay mình tập cho nó thôi. Đó mọi người thấy không? Thì sau rất là nhiều lần, từ khi mà nó rất là nhát đến khi mà đến bây giờ thì nó đã đấy, mình đưa thức ăn qua cái cây thì nó đã dám đứng và nó ăn rồi. Đấy, thấy không? Rồi bây giờ ăn vậy thôi mọi người. Không nên cho ăn no. Đấy rồi. Rồi một hồi mình để một lúc rồi mình đút nữa. Cứ như vậy. Càng dần dần ngày 1 được như thế này, rồi ngày 2 như thế này. Mình cho ăn xong rồi đến chiều nha. Đến chiều tối mình lại cho cái cống thức ăn đầy vô để cho con chim nó ăn lại bình thường cho nó có sức mọi người. Chứ nếu mà đến chiều tối mà ăn đói về cái xong rồi đến chiều tối cho những đói là chim nó suy nó chết đó mọi người. Dòng hút mật nó rất là cái người nó nhỏ như thế này thì thức ăn dự trữ trong người nó cũng chả được bao nhiêu. Đấy, nếu mà để nhịn đói hay là cho ăn không có đúng cách ấy, thì nó sẽ bị suy và nó chết mọi người. Cho nên là mình phải bỏ thời gian ra, mình chăm nó một cách đặc biệt thì mình mới có được con chim dạng. Đấy, còn như cho ăn xong rồi đi làm chiều về thì chắc chắn là nó không thể nào nó dạng được rồi. Đấy mọi người thấy không? Bây giờ mình ngồi gần nó thì nó đã dám nó đứng và nó nhìn mình rồi mọi người. Đó, thấy chưa? Cứ từ từ từng bước một. Đấy, thì đây là cái video mà thuần chim hút mật ngày đầu. Thì ở ngày đầu tiên như thế này thì mình đã thu được sau khoảng 4-5 tiếng đồng hồ mình ngồi mình bỏ ra mình thuần nó. Thì mình đã thu được cái kết quả gì? Đó chính là nó đã đỡ nhát mình hơn đi rất là nhiều. Từ một con chim nó thấy người cái là nó tung lên nó sổ. Đấy, thì bây giờ khi mà nó thấy mình thì nó không có kiểu quá hoảng sợ như trước nữa.
đó. Không, và kết quả thứ hai đó là khi mà mình ngồi trước mặt nó khoảng 3-40 phân thì nó đã dám ăn thức ăn rồi mọi người. Đấy, thì ngày đầu thì thu lại kết quả như thế thôi là cũng rất là ưng ý rồi. Tất nhiên là không thể nào con chim mà nó ngày 1, ngày 2 mà nó đã dạn hoàn toàn được, mà nó cần phải trải qua thời gian rất là lâu mọi người. Đấy. Đấy, kết quả của mình thu lại hôm nay là như thế. Đấy, thì từ giờ đến chiều thì tiếp tục mình chúng cho ăn cái chế độ như thế này. Đấy, mình cho ăn xong rồi mình bỏ ra rồi mình đưa vô mình cho ăn dần 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 cho con chim. Thứ nhất là nó quen với lại mình. Thứ hai là nó quen với lại cái cách mà mình đưa thức ăn, đút thức ăn cho nó. Đó. Thì đây cũng là cái cách mà mình thuần chim hút mật mọi người. Đấy, nếu như mà có giúp được mọi người trong cái quá trình mà mình nuôi chim thì mình rất là vui nha mọi người. Đấy rồi, thì ngày đầu thì mình cứ làm như vậy thôi, đến ngày thứ hai thứ ba bắt đầu mình sẽ tiến hành đến là mình cầm tay cho nó ăn. Trước mắt thì mình đút qua cái cây như thế này cho nó làm quen với mình trước đã, cũng như là làm quen với cái kiểu đút thức ăn trước đã. Đấy, rồi từ từ con chim nó dạn, bắt đầu mình sẽ đưa tay vô cho nó ăn nha. Rồi, video thuần chim hút mật ngày đầu tiên của mình là như thế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất là nhiều. Hẹn mọi người ở video lần sau nha. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.